Học tiếp theo chúng ta sẽ học là điệu rap nha mọi người. Điệu rap này cũng rất là thông dụng nha mọi người. Rồi tối nay Tài sẽ hướng dẫn mọi người cùng học điệu rap nha. Và đầu tiên vô Tài sẽ đánh trước điệu rap hoàn thiện nha. Và rồi Tài sẽ hướng dẫn mọi người đánh điệu rap chậm lại và từ chậm cho tới nhanh nha. Khi mà chúng ta đã học xong nha, rồi bây giờ ta sẽ hướng dẫn mọi người điệu rap đánh như thế nào và mọi người cùng học nha. Đầu tiên vô, chúng ta sẽ đặt là một kích và lần đầu tiên vô chúng ta sẽ đặt một kích. Nha mọi người. Đầu tiên vô chúng ta sẽ đặt là một kích tập tắc tập tắc tập 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 tắc tập 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 tắc tập 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 tắc tập 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 tắc tập tập. Đầu tiên như chúng ta đặt một kích và tay phải tay trái chúng ta cùng đánh xuống cùng một lần, và lần thứ hai chúng ta sẽ đạp lại chân kích và chúng ta sẽ đảo, và chúng lần thứ hai chúng ta đạp kích chúng ta sẽ đảo nhịp lại là nó sẽ ra điệu rap. Và mọi người cùng xem nè. Tập tắc tập tập đầu mới vô chúng ta sẽ đạp một kích tập và tay phải tay trái giúp chúng ta cùng nó xuống. Rồi lần thứ hai chúng ta đảo lại đạp chân bát hai lần tập tập tập. Lần thứ hai chúng ta đạp lần thứ nhất đạp kích và lần thứ hai quýt nê và lần thứ hai chúng ta đánh xịt nê xong chúng ta sẽ đạp xuống lại chân kích hai lần và hai lần của nó rời nhau ra nha mọi người. Rồi mọi người cùng xem nè. Tập tắc tập tập, miệng chúng ta đọc được thì chân tay chúng ta sẽ đánh được nha mọi người. Tập tắc tập 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 tắc tập 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 tắc tập 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 tắc tập tắc nha mọi người. Chúng ta vừa đạp xuống một kích là chúng ta phải uống cái tắc liền nha. Tập tắc tập tắc tập tắc, xong rồi chúng ta sẽ trở về lại chân kích tập tập nha. Tập tắc tập 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 tắc tập tập. Đó là điệu rap nha mọi người. Và chúng ta vừa đạp chân kích xong là chúng ta sẽ đánh snare và 2S xuống liền nha. Tập tắc tập 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 nha mọi người. Tập tắc tập 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 nha. Tập tắc rồi lần thứ hai chúng ta bỏ tay phải và tay trái đi, chúng ta sẽ đạp một chân kích không là tập tập là nó sẽ ra rap. Cùng xem và cùng lắng nghe nha. Đầu tiên vô chúng ta sẽ đạp là một kích và hai kích. Lần thứ ba chúng ta sẽ đạp là hai kích. Và đây là điệu rap khi chúng ta học xong.
ta sẽ đạp chân kết xuống, tập là chúng ta muốn hai tay này xuống 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 cái tắc liền nha. Sau này chúng ta quen thì như thường lệ tay phải của chúng ta cũng sẽ đánh gõ đều như thế này nha mọi người. Tay phải này luôn luôn lúc nào cũng gõ đều cho các hiệu chống nha. Rồi sau này chúng ta đánh rành rồi thì chúng ta thích mắt hay là thích ngưng thì đó là tùy chúng ta. Đầu tiên vô là chúng ta sẽ bài chân kích nào. Bây giờ chúng ta bỏ đi cái tay phải nha, chúng ta sẽ áp dụng chân phải vào tay trái nha. Rồi mọi người cùng xem nè. Chân bát hai cái nè. Rồi để mình quay cái chân bát cho mọi người xem nha. Đây, đó, đó là chân bát nha. Mọi người cùng xem nè. Mọi người cùng xem rõ nè. Rồi, ta sẽ đánh lại nha. Đầu tiên vô chúng ta đạp chân kích nè. Là chúng ta phải đánh tay phải và tay trái. Tay phải và tay trái chúng ta sẽ đánh xuống cùng một lúc là cái tắc. Chân phải vừa đạp xuống cái tập là tay phải phải đánh liền cái tắc nha mọi người. Rồi bây giờ ta sẽ hướng dẫn lần thứ hai là đạp hai kích nè. Tập tập nha mọi người, tập tắc, tập tập. Tập tắc, tập tập. Tập tắc, tập tập tắc, tập tắc, tập tập. Đó là chúng ta đánh xong nha. Còn bây giờ chúng ta lại học cái điệu căn bản, chúng ta không cần phép phong nha. Lại nè. Đó, đó là điệu rap nha. Rồi mình sẽ đánh nhanh khi mà chúng ta học xong nè.
Đầu tiên vô là một kích nào, tập. Lần thứ hai nè, tập nè. Lần thứ ba là kích nè, tập tập. Lần thứ nhất lại nè. Lần thứ hai nè, tập. Lần thứ ba nè, tập tập. Lần thứ nhất nè, đập kích nè, tập. Lần thứ hai là chúng ta đánh nè. Và lần thứ ba nè, lần thứ nhất nè, tập. Lần thứ ba nè, tập. Lần thứ nhất lại nè. Lần thứ hai nè. Lần thứ ba nè. Rồi bây giờ tay uốn nhanh nè. Thì chúng ta có thể đánh một lần hai hét và một lần snare thôi nha mọi người, không cần cái dữ điều. Sau này chúng ta quen rồi, chúng ta sẽ áp dụng tay phải gõ điều và tay trái một lần nha. Lần thứ ba là lần thứ nhất một kích, lần thứ hai snare và hai hét, lần thứ ba đạp kích. Chúng ta có thể đánh và dừng lại rồi chúng ta quấn lại nha, không cần phải đánh liên tiếp nha, tại vì chúng ta chưa quen mà. Rồi chúng ta nghỉ, rồi chúng ta sẽ sắp xếp lại trong cái đầu để chúng ta sẽ đạp lại nha. Rồi nghỉ chút xíu nếu như chúng ta chưa quen, và chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp rồi chúng ta sẽ đánh lại, chứ không cần phải đánh liên tiếp nha, nếu như tại vì tay chân của chúng ta nó chưa nhuần nhuyễn mà, đúng không mọi người? Vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp và đọc lại và chúng ta sẽ đánh lại nè. Mọi người nên nhớ là tập tập nha, tập tập. Và chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ đạp tập 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 tập, rồi sau này chúng ta quen là chúng ta sẽ tập 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 tập. Bây giờ chưa quen thì chúng ta sẽ chia trực tiếp ra hai nhịp nó liên nhau và chúng ta sẽ chia ra cho nó ngắt quãng ra nha. Tập 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 tập. Rồi sau này chúng ta quen là chúng ta sẽ đạp tập 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 tập. Lại nè, kích bát nè, tập snare nè, kích bát nè, kích bát lại nè, tập snare nè, kích bát lại nè, tập kích bát lại nè, tập snare nè, kích bát lại nè, kích bát lại nè, tập snare nè, kích bát nè, tập. Lần thứ ba chúng ta sẽ đạp là tập tập nha mọi người.